dancing in the desert, blowing up the sunshine. Hello anh em, trở lại với channel của mình. Mình là Trung này. Ngày hôm nay mình sẽ quay lại hướng dẫn anh em các động tác quậy. Thì đã lâu lắm rồi mình chưa hướng dẫn quậy cho anh em. Thì ngày hôm nay sẽ là một video hướng dẫn anh em những động tác quậy tay. Ok. Những động tác quậy tay thì anh em nào mà theo dõi mình lâu rồi ấy, thì hãy để lại cho mình một like, một share. Và anh em nào mà xem mình lần đầu tiên ấy, thì mình sẽ để một cái link ở đây cho anh em xem, để anh em tiện theo dõi các cái bài tập từ trước của mình rồi nhá. Ok, bắt đầu vào chủ đề chính ngày hôm nay. Ok, thì những động tác quậy tay như thế nào? Trước tiên nhá, là phần mình vẫn nói phần tư thế. Thì tư thế hai chân cách nhau khoảng tầm hai ngón tay nhá. Ok, thì rộng rộng là một chút. Đấy, tư thế là như nào? Ok. Phần hông thì lắc lư như thế nào? Có hai cái hướng chính để mình lắc, sang trái này, sang phải này. Đấy, không chỉ có thế đâu. Một là sang trái, hai là sang phải. Đấy, ok. Về phần tay, mình sẽ đảo như thế nào? Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn anh em cái căn bản nhất nha. Nó khá giống với trẻ thuyền thôi. Đấy, này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu. Ok, mình làm lại nhé. Mình sẽ hướng dẫn thật chậm và chi tiết ở phần sau. Đầu tiên mình chỉ hướng dẫn cho anh em xem để dễ hiểu thôi, chứ còn là phần chi tiết ở phần sau nhé. Anh em cố gắng theo dõi đến hết để có thể tập thành công những cái động tác quậy tay này nhé. Đấy, ok. Tay thì nó rất là linh hoạt, nó rất là đa dạng, rất là nhiều kiểu. Thì mình hướng dẫn anh em những cái combo đơn giản nhé. Đấy, ví dụ như này. Đấy, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, hướng dẫn như này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì tùy anh em ứng biến như thế nào thôi. Còn về phần tay nó rất là đa dạng và nhiều cái động tác mà mình có thể phối hợp với lại với nhau. Ok. Đấy, thì trước tiên tập hông nhá. Ok, 1 sang trái, 2 sang phải. 1 này, 2 này, 1 này. Anh em nhớ là anh em đánh dứt khoát vào để kết hợp với, để làm sao mà mình hôm nay mình hướng dẫn anh em tập tay thì mình lại hướng dẫn hông để làm gì. Thì cái hông này là cái bổ trợ cho tay nhé, cái hông nó kết hợp với tay luôn, chứ không phải ví dụ giờ anh em quậy tay anh em cứ đứng yên như vậy thì nó sẽ rất là nhàm chán. Ok, thì mình sẽ kết hợp thêm phần hông nữa. Mình nói trước tiên là phần hông nhé. Này, tập sang trái sang phải trước. Ok, 1 2 3 4 5 6. Đấy, thì đánh như thế nào? Đánh dứt khoát vào nhé. Ok, ví dụ 1 này, 1 này, dứt khoát vào. À, ok. Thì là phần tay có hai hướng chính, 1 2 3 4 giống như trèo thuyền thôi. 1 2. Đây là gọi là trèo thuyền siêu thấp đi. Đấy, cái động tác này là động tác trèo thuyền siêu thấp nhé. Đấy thì 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8. Đấy, thì kết hợp như thế nào? Kết hợp giữa hông và tay như thế nào? Thì mình nói lại là phần tay nhé. Phần tay thì có 1 này là cái tay phải, đây là tay phải mình nhé. Còn đây là tay trái mình, hai tay phải này. 1 này, 2 này, 3, 4. Thì tay phải như thế nào? 1 là xòe cái lòng bàn tay ra. Ok, 1 này, 2 này, 3, 4. Cái tay phải này khi mình nhé, 1 này không đánh sang trái, tay phải xòe ra nhưng mà thấp thôi nhé. Cái phần tay phải này sẽ rất là thấp bởi vì cái động tác này nó đòi hỏi anh em là đưa đẩy ở cái phần thấp nhá. Này, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Tay thì có hai bước, đó là xòe vòng tay phải ra. Ok, 1 là xòe lòng bàn tay phải ra, 2 là gom lại, bỏ sang đây, xòe ra này, gom lại, hất sang cái phần đằng sau mình nhá. 1 này, 2 này, 1 này, 2. Nói phần tay trước nhé, kết hợp hôm sau mình sẽ nói phần tay trước này. Phần tay thì 1 này, 2 này, 1 này, 2. Ok,
một này, hai này, một này, hai. Tay trái cũng như vậy thôi. Một này, hai này, một, hai. Thì trước tiên là mình học cái phần nhịp điệu ở tay đã. Còn phần kết hợp không mình sẽ nói sau nhé. Ok, anh em phải tập thành một cái động tác tay này đã. Có mỗi đơn giản thôi, có mỗi một xòe này, hai thắt sang sau, hai là thu lại thắt sang sau, một này, hai, một, hai, một, hai, ok, tay này, một, hai, một, hai, một, hai, ok, kết hợp vào, một, hai, một, hai, một, hai, ok, rất là đơn giản thôi. Khi vào đến vấn liên quan thần thông thì như thế nào? Đầu tiên này, cái anh em để ý cái giai điệu với đoạn nhạc xem nó nhanh hay nó chậm nhá. Nếu mà nhanh thì em tập nhanh, còn nó chậm thì anh em tập từ từ thôi. Đây. Đơn giản như này, 1 2 1 2 1 2. Đấy, thì cái kết hợp với thần thông mình sẽ như thế nào? Tay phải xòe ra, không đánh sang trái. Ok. Bước thứ hai là cái tay phải thu vào. Nè, tay phải thu vào không đánh sau cái hướng của cái tay phải luôn nhá. Này, 1 này, 2 này, một này, hai này, một này, hai. Đấy, anh em mà hiểu nôm na như thế. Cái còn cái tay trái thì mình sẽ đảo ngược lại luôn so với tay phải nhé. Ok, một này, tay phải xoay ra thì tay trái co lại. Ok, hai này, tay phải đẩy sang bên, tay trái lại xoay ra. Nó rất đơn giản thôi. Này, một này, hai này, một này, hai, một, hai. Ok, làm nhanh. Một, hai, một, hai. Một, hai. Đấy, lưu ý là anh em phải feel theo nhạc nhé. Đoạn nhạc như nào anh em sẽ feel theo đây. Một này, hai, một, hai, một, hai. Đấy, một này, hai, một, hai, một, hai. Ok, thì mình làm những cái video trước đấy. Thì có rất nhiều anh em là bảo mình là hướng dẫn nhanh quá. Thì có nhiều bạn thì mình hướng dẫn chậm thì lại bảo là vào luôn chủ đề chính đi, mình anh hướng dẫn chậm quá, hướng dẫn nhanh đi. Thì mình biết là có những nhiều bạn là quậy lâu rồi, còn có những bạn mà mới tập thì hơi khó với các bạn. Thì mình có một đề xuất là các bạn hãy, nếu mà các bạn thấy mình hướng dẫn nhanh quá thì hãy tua xuống khoảng 0.75 nhé, thì cái tốc độ sẽ chậm hơn, anh em sẽ nhìn rõ các động tác đấy hơn. Ok, ok, bây giờ mình sẽ làm lại nhé. Thì phần tay như thế nào? Lại này, một này, hai này, một này, hai này, một này, hai. Tay phải nhá, rất là đơn giản thôi. Đây là cái tay phải, một này, hai, một này, hai. Ok, một này, tay trái này, một này, hai này, một này, hai, một này, hai. Tay trái chỉ cần đảo ngược lại tay phải thôi. Ok, đấy, một này, hai, một, hai, một, hai. Đấy, kết hợp nha. Và mình nói lại một phần thông này. Đánh sang trái, đánh sang phải, sang trái, sang phải, một này, hai, một, hai, một, hai. Đấy, như thế thôi, đơn giản. Kết hợp này, ok, tay phải xòe ra, không đẩy sang trái. Ok, một này, hai này, một này, hai. Nhớ là cái động tác mình nên dứt khoát nhé. Ví dụ nhé, một này, hai này, một này, hai, một này, hai. Liên quan tới phần vai nữa, thì phần vai mình như thế nào? Đây, một này, hai. Cái vai mình hơi nhích nhá, anh em để ý cái vai của mình này. Một này, hai, một, hai. Đây, cái vai là anh em để ý là hơi nhích. Cái phần vai mình hơi nhích như thế nào nhá? Một này, hai này, ba, bốn. Theo cái nhịp điệu nhá, khi trong trong cái bước chuyển này là vai anh em nhún xuống. Ok, anh em hình dung là khi mình chuyển một này, đúng không? Hai là hất sang này, đúng không? Một này, hai, đặt đây, một này, bắt đầu nhún này, hai, đấy, một này, hai, một, hai, đấy, cái vai này hơi nhún nhá, anh em lưu ý như vậy. Đấy, thì ok, phần vai mình sẽ nhún như thế. Còn đấy, kết hợp thêm với lại hông và lại tay thì mình sẽ đặt những cái động tác này. Một, hai, một. Người mình hơi lắc lư theo điệu nhạc này. Một, hai, một, hai, một, hai. Đấy, thì ok. Còn những cái động tác tay thứ hai, những cái động tác nâng cao thì mình sẽ hướng dẫn sau nhé. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn anh em những cái động tác này nó cũng khá là căn bản thôi, nó không phải nâng cao gì hết, thì nó khá là đơn giản. Ok,
những cái video vẽ tay lần sau mình sẽ dẫn ở những cái video sau đấy. Thì nhắc lại cho những bạn nào chưa biết đến kênh mình thì những bạn nào xem kênh mình đầu tiên, mình sẽ để một cái đường dẫn ở đây màu trắng, đó là cái tổng hợp các cái danh sách phát gồm những cái video mình hướng dẫn từ trước rồi. Anh em phải tập theo một cái bài nhá thì nó mới dễ được, chứ anh em đột phá anh em tập đơn giản nâng cao luôn thì anh em không thể làm được đâu. Phải tập cái căn bản trước. Thì dành cho những anh em nào đam mê cái bộ môn quậy này đấy, thì anh em hãy ấn vào cái link đấy để xem lại những cái video hướng dẫn của mình nhé. Ok, xem video rồi thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, thì mình rất là cảm ơn anh em nhé. Ok, tạm biệt anh em.